À vâng, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại video. À, cũng chỉ còn gần một tuần nữa thôi các anh nhé. Hôm nay là 23 âm lịch rồi. À, gần một tuần nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi các anh nhé. Hôm nay BM vẫn đang tiếp tục tích cực trả đơn cho các bác trong cái dịp lễ Tết Nguyên Đán hôm nay. Và nhân tiện đây thì BM xin thông báo luôn các bác nhé. Đối với phân khúc 1520 Pro thì hiện tại thì BM đang còn có 6 cục thôi các anh nhé. Trả hết trong ngày hôm nay rồi. Đấy, và ở đây tất cả những đơn hàng trong ngày hôm nay. Đấy, 6 đơn hàng trong ngày hôm nay các anh nhé, về phân khúc 1520 Pro này. Để cho anh Thủy này. Đấy, và tiếp theo là anh Chất này ở Nghĩa Hưng Nam Định này. Đấy, rất là nhiều những đơn hàng 1520 Pro trong ngày hôm nay các bác nhé. Và đây là cũng là một số lượng xúc cuối cùng trong cái dịp lễ Tết Nguyên Đán năm nay các bác nhé. Và phân khúc này thì chắc chắn phải ra riêng mới có rồi. Đấy, các bác nào đang cần tham khảo về những cái mẫu xúc Max 40 chơi Tết thì các bác thể chơi sang mẫu B3 2020 này, hoặc là F15 Pro các bác nhé. F15 Pro thì em đang còn rất là nhiều F15 Pro các bác nhé. Phân khúc 1520 Pro thì quá chạy rồi. Đấy, cháy hàng rồi các bác nhé. Hiện tại đang cháy hàng rồi. M623. Ok. Và các bác có thể chuyển sang phân khúc F15 Pro như thế này các bác nhé. Cũng là Max 40. Nhưng con này sẽ là cao cấp hơn và nó hiện đại hơn rất là nhiều các bác nhé. Con này có đầy đủ chế độ tự ngắt khác nhau. Đầy đủ chế độ tự ngắt các bác nhé. Các bác khi các bác chơi nhạc mà các bác quên không tắt đi đúng không ạ? Các bác tắt mỗi nhạc thôi mà không tắt súp thì con này sẽ tự ngắt cho mình các bác nhé. Các bác kết nối nhạc lên bình thường thì con này sẽ nhảy lên bình thường. Đấy. Phân khúc trọng điểm trong ngày hôm nay sẽ là 1520 Pro. Đấy. Thông báo cho các bác là hôm nay là hết hàng, cháy hàng rồi các bác nhé. Đấy, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện này, em đang chuẩn bị test hàng gửi đi cho các bác khách hàng các bác nhé. Tú ơi, em mở luôn cục này ra Tú ơi. Đấy, bên em sẽ tiến hành khui vỏ thùng cho các bác cùng xem. Đấy, tất cả ruột hình thức ruột gan bên trong con này thì các bác đã xem qua những video cũ bên em rồi các bác nhé. Đấy, tất cả những cái video bên em phân tích đầy đủ rồi. Đấy, các bác nào ở miền trong, miền Nam, miền Trung. Đấy. Thì các bác phải nhanh tay đặt hàng sớm nhất có thể để bên em gửi hàng sớm nhất, đúng không ạ? Còn đâu đến ngày 25 là bên em khóa vận chuyển ấy rồi, khóa vận chuyển các miền rồi các bác nhé, các vùng tỉnh thôi. 25 thì bên em sẽ vận chuyển nội thành thôi, nội thành ở Hưng Yên này các bác nhé. Anh em sẽ tiến hành mở ruột gan ra. Còn tất cả những tỉnh thành khác nhau, ví dụ như Thanh Hóa này và Nghệ An hoặc là Hà Tĩnh gì đấy thì bên em vẫn gửi xe bình thường được các bác nhé. Các bác đặt hàng sớm nhất thì bên em sẽ gửi cho mình sớm nhất. Về số lượng hàng Tết rất là nhiều. Đấy, rất là kinh khủng nên các bác phải nhanh tay, đúng không ạ? Anh em đang tiến hành khui vỏ thùng các bác nhé. Khi đặc biệt là các bác mở vỏ thùng ra thì sẽ được có ngay một dây nguồn. Đấy, một dây nguồn 3 chân đặc điểm đặc trưng của dòng súp EB các bác nhé. Đấy, một đặc điểm đặc trưng của dòng súp EB. Ok. Đấy, cục súp Max 40. Một em 1520 Pro các bác nhé. Con này thì vẫn gần cao su rồi. Bên dưới sẽ được thiết kế thêm hai lưới chăn chuột các bác nhé. Đấy, thiết kế thêm hai lưới chăn chuột này. Rất là tuyệt vời. Ok, tiến hành test còn chút chất lượng âm thanh cho các bác cùng nghe luôn. Đầu tiên sẽ là phân khúc loa full V12S các bác nhé. Thêm một bản nhạc chiêu súp trước. Bởi vì là phân khúc súp Max 40 này thì em đang làm khá là nhiều rồi. Khá là nhiều chương trình về phân khúc súp này rồi các bác nhé. Đấy, mà các bác cùng cảm nhận qua chất âm luôn. Các bác nào muốn biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn thì các bác có thể tham khảo qua những video cũ. Và hôm nay trọng tâm chính của video ngày hôm nay thì em thông báo với các bác là hết sạch súp 1520 Pro rồi các bác nhé. Hết sạch rồi. Các bác nào muốn quan tâm những súp Max 40 thì các bác có thể chuyển sang F15 Pro như thế kia vừa nãy em đã chỉ qua rồi các bác nhé. Ok, thì anh ta còn một chút chất lượng âm thanh cho các bác cùng nghe qua. Đây, Gold Combo. Đây là một bản nhạc chưa súp các bác nhé. Đấy, chưa hề một tí súp nào cả nhé. Rồi các bác được cập nhật chất âm thanh về dàn karaoke như này các bác nhé. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để em tư vấn các bác nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video đây để hỗ trợ anh em đóng hàng các bác nhé. Trả đơn cho các bác trong dịp lễ Tết Nguyên Đán năm nay. Số lượng hàng đi rất là nhiều, bên em phải tranh thủ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.